Trời ơi anh Linh ơi, thiệt cô gái nhìn ngồi bên em là em thấy là xinh quá trời xinh, rất xinh luôn. Con gái mà mặc đồ quân phục bộ đội thì đã nhìn thấy rất, rất ấn tượng luôn á nha. Đúng anh rồi. Anh chưa nhìn mà anh cảm giác cũng rất tượng. Anh sao đi. Thấy rồi. Thấy chưa? Anh nhìn cái đẹp nhanh lắm. Trời ơi đây nè. Wow. Xuất sắc chưa? Dễ thương, xuất sắc. Anh có thể nắm tay em được không? Ôi trời, cái thái độ lên nắm tay khác liền luôn á. Anh có thể nắm tay em được không? Anh có thể nắm tay em được không? Nhanh lắm, anh có thể nắm tay em được không? Xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Lời đầu tiên thì cho phép em xin chào anh Quyền Linh, chị Lam Thư và tất cả khán giả có trong trường quay ngày hôm nay. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi em trai. Chào hai bạn. Tôi đã làm mai làm mối cho những sĩ quan, những quân nhân chuyên nghiệp của quân đội nhân Việt Nam. Cũng rất là nhiều số rồi. Đây là lần tôi thấy cũng rất là đặc biệt. Mọi bữa ngồi dưới đây là một đồng chí bộ đội. Hôm nay là thay đổi là bên kia là một cô gái bộ đội. Bây giờ mình giới thiệu vào về nhau cái nào. Mời cô bộ đội bên kia. Dạ, em xin tự giới thiệu. Em là Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh năm 1997. Em làm việc tại trạm 77 của Bộ Tư lệnh Đặc công. Wow. Wow. Công việc của em là gì? Công việc hiện tại của em là quân y ạ. À, quân y. Quân y. Mời em trai. Em chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư, chào bạn bên kia và chào bạn khán giả. Em là Phạm Tuấn Minh, em 25 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Em làm kỹ sư xây dựng ạ. Kỹ sư xây dựng. Trời ơi anh Linh ơi, thiệt cô gái nhìn ngồi bên em là em thấy là xinh quá trời xinh, rất xinh luôn. Con gái mà mặc đồ quân phục bộ đội thì đã nhìn thấy rất, rất ấn tượng luôn á nha. Đúng anh rồi. Anh chưa nhìn mà anh cảm giác cũng ấn tượng rồi đó. Em gái, em dạ, có thể nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của em đi. Ưu điểm thì có là năng động và luôn nhiệt tình trong công việc, hay giúp đỡ người khác. Về khuyết điểm thì em hơi nhút nhát ạ. Ủa làm ở trong binh chủng đặc công mà sao nhút nhát được em? Đôi khi đứng trước đám đông thì em vẫn nhút nhát ạ. À. Hiện tại chị đang thấy em cũng hết sức là hồi hộp rồi đúng không? Không sao, Hiên, Hiên, bình tĩnh, nắm tay chị nè. Nắm tay chị cái nha. Trời ơi, tay lạnh ngắt à. Cho dù khoác lên bộ đồ quân phục của quân đội, như cô ấy vẫn rất là ngại trước đám đông. Rồi, mời bạn trai. Khuyết điểm của em này, em hơi bị mù đường một tí. Đi đường em phải mở bản đồ ra em xem ấy. Thì có lần em đi đường em tắp vỉa hè, em mở bản đồ ra xem thì có bạn nào đi qua mượn mất điện thoại. Còn cái khuyết điểm nào mà nó tệ hơn cái đó không? Em hay quên ấy. Hay quên nhiều rồi khi hả? Nó để lại cái hậu quả cũng hơi nghiêm trọng. Quên nặng nề lắm hả em? Cũng có vài lần nấu cơm nhưng không được ăn, chỉ được uống nước. Hay là mà hẹn người yêu mà quên 3-4 lần bỏ luôn thì mới hậu quả nghiêm trọng. Dạ. Yeah. Hiền, tình trường em sao nè? Em mối tình chính thức thì em có một mối tình từ thời học sinh. Hiện tại thì chúng em đã kết thúc cách đây khoảng 1 năm. 1 năm? Dạ. Lý do kết thúc là gì? Đến một khoảng thời gian nào đó, cả hai người thì cảm thấy mình không còn hòa hợp nữa. Thì là từ mỗi người một đường khác nhau. Đó là một mối tình duy nhất. Là tình đầu á. Dạ. Với một cô gái vẻ bên ngoài xinh xắn đáng yêu như em, sẽ có rất nhiều cái vệ tinh xung quanh tấn công mình. Và hôm nay em lại có mặt ở đây. Thật ra thì sống trong môi trường quân đội, bọn em tiếp xúc với rất là nhiều người, đồng nghiệp rất nhiều. Nhưng mà phải chăng là làm cùng nhau, hiểu nhau, hay là có một cái vấn đề gì đó mình rất là ngại yêu trong cùng cơ quan. Và đặc biệt là cơ quan em thì hầu như là các cô, các chú đều có gia đình cả. Thành ra cũng khó tìm một nửa yêu thương của mình ha. Chính vì thế nên tôi có những phiên bản đặc biệt này để có thể kết nối những cái người đang tìm một nửa yêu thương của mình. Còn tình trường của em trai thế nào? Từ trước giờ em chưa có cái mối tình đầu nào hết. Chưa có luôn. Dạ. Chào em. Em chào chị. Xoái ca ha. Sông đi trắng ha. Là trước giờ chưa mối tình nào luôn. Dạ, để mà chính thức thì chưa có mối tình nào chính thức hết chị. Say nắng say ní thì có. Dạ. Say nắng bao nhiêu cô rồi? Em chỉ say nắng một bạn hồi còn học sinh thôi ạ. Nắm tay chưa? Chưa, chỉ đứng từ xa nhìn thôi ạ. Trời,
Và chị thấy em mặt thì xoái ca, nhìn cái cách nói chuyện của em rất là rụt rè. Hay là trên này thì vậy mà ở ngoài thì khác vậy? À, ở ngoài cũng vậy à chị ạ? À vậy hả? Dạ. Cái mẫu bạn gái lý tưởng của em là như thế nào? Cao trên 1m5 mà nặng chừng khoảng 50kg. Tính tình bình thường thôi, đừng có trội quá. Ngoại hình thì dễ nhìn một xíu. Với lại cũng biết suy nghĩ một xíu nữa. Chỉ em đơn giản vậy thôi chị. Đơn giản vậy thôi. Dạ. Em ghét nhất gì ở phụ nữ? Không thích cái tính người phụ nữ là nói năng không được kiềm chế. À, em có sợ cái mẫu người phụ nữ hay ghen rồi vậy không? Trước giờ em chưa có nên là chưa em có cũng cảm chưa giác, đúng chưa không? Chưa biết là mình có sợ hay không. Chị hiểu rồi. Bé, em có ghen không? Em không ạ. Em không à? Ờ, phụ nữ mà không à? Nếu mà không ghen thì cũng không đúng. Nhưng mà nếu ví dụ như chẳng hạn như mà mình muốn anh ấy để đón mình mà anh lại bảo anh bận, mà trong khi lúc sau mình mà có gặp anh ấy lại chở một cô gái khác đi đâu đó, biết là vì lý do gì thì mình cũng vẫn sẽ rất là khó chịu. Em nghĩ đấy là ghen. Đó là đúng em. Tự nhiên kêu rước mình không rước mà cuối cùng thấy rước nhỏ khác. Chị là dạ. Chị ghen lòng ghen lộn. Nói chung là ghen là hương vị của tình yêu thôi, đâu có gì đâu. Tao yêu tao mới ghen. Quan trọng là ghen đúng ghen như thế nào thôi. Bên qua coi đàn gái nào nha em trai nha. Anh thấy đàn gái sao? Anh thấy rồi. Thấy chưa? Anh nhìn cái đẹp nhanh lắm. Trời ơi đây nè. Wow. Xuất sắc chưa? Dễ thương, xuất sắc. Em là quân hàm thiếu quý hả? Dạ. Thiếu quý. Dễ sợ. Mặc đồ bộ đội vô phải nói là thấy chững chạc ra hẳn á. Em mong một người đàn ông lý tưởng của em là như thế nào? Mẫu người em thích thì thích một người đàn ông mà điềm đạm, trưởng thành và biết suy nghĩ. Anh bên đây thì như đánh giá đây là hơn những cái điều em muốn đó. Em cũng mong là như vậy. Mong như vậy. Bên đây đàn trai cũng đẹp trai, bên gái cũng xinh gái. Hôm nay tôi chịu cái cặp này đó nha. Bây giờ là mình sẽ nghe ý kiến từ người thân nha. Hiền, hôm nay em đi với ai? Em đi với cả bốn bạn và với cả sếp. Mời sếp của em Hiền đi. Xin chào chương trình và xin chào tất cả các khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Tôi là Mai Văn Viện, thủ trưởng của Hiền. Hiền thì trong cái công việc thì rất là nhiệt tình, trách nhiệm, là hay giúp đỡ các cô ở trong cơ quan. Tính rất tình, rất là năng động, cởi mở, hòa đồng tất cả mọi người. Cho nên là trong cơ quan thì ai rất là yêu mến, yêu quý. Hiền thì bây giờ còn trẻ nên là rất là có tương lai. Sau này thì cũng có thể là làm thành một bác sĩ. Bạn trai ở đây và Hiền thì tôi thấy cũng có một số cái nét nó rất là tương đồng với nhau. Có thể là bù trừ cho nhau được. Thời gian tới thì tùy vào cả hai tiến tới đến như thế nào thì hai người phải tìm hiểu nhau thôi. Đại diện bạn bè thôi. Lời đầu tiên thì cho con xin chào chú Quyền Linh, chị Nam Thư và toàn thể khán giả ở trong trường quay cũng như trên truyền hình ạ. Em tên là Nhung và là em gái gần nhà của chị Hiền ạ. Gặp anh ở đây thì em thấy là hai anh chị cũng có một vài nét tương đồng. Thì anh ở đây thì em thấy là rất là hiền lành, cũng rất là đẹp trai. Còn đâu chị của em thì tên là Hiền nhưng mà cũng không hiền lắm, nên em nghĩ là tính cách này hai anh chị có thể bù trừ lẫn nhau. Nhưng mà mọi quyết định thì em cũng tin tưởng vào quyết định của chị gái của em, và sau chương trình mà có đến với nhau thì chúc hai anh chị sẽ tìm hiểu thật là kỹ để có quyết định đúng đắn nhất ạ. Dạ rồi, em xin cảm ơn ạ. Con. Mời đại diện đàn trai ạ. Dạ đây là mẹ của em ạ. Dạ chào bác. Dạ xin chào chương trình. Tôi là mẹ của cháu Minh. Rất vinh dự được đến với chương trình, thì cũng nhờ chương trình giúp đỡ để bạn tìm được một người bạn hợp lý. Tôi thấy bạn gái bên đây rất là dễ thương. Nhìn cũng rất là nhanh nhẹn và năng động, mà tôi cũng thấy rất là có cảm tình với bạn. Còn tùy theo thuộc vào giữa bạn gái và con trai tôi, có điều kiện rồi các bạn sẽ tiến tới đến đâu thì gia đình rất phấn khởi. Xin cảm ơn cho chương trình. Cảm ơn cô ạ. Bây giờ cho hai bạn gặp nhau nhé. Dạ. Đây có thể nói là một cặp hot girl, hot boy đó. Mở rào. Anh tặng Hiền nhé. Dạ em cảm ơn. Thật ra thì em cũng không biết tặng gì cả, nên là em có một cuốn sách tặng anh. Anh cảm ơn. Hy vọng anh thường xuyên đọc nó. Cảm ơn Hiền. Tựa đề cuốn sách là gì vậy em? Anh yêu yêu. Anh gì? Anh yêu yêu. Anh yêu yêu. Sách ý nghĩa đó nha. Anh thấy em có vẻ bề ngoài thì ngoài sức mong đợi của anh.
Em cảm ơn. Ấn tượng đầu tiên khi mà anh nhìn thấy em là gì ạ? Là bộ quân phục và kiểu tóc búi cao rất là gọn gàng. Dạ. Công việc của mình làm thì có thường xuyên là phải làm về muộn hay là đi thường xuyên đâu nhiều không? Một tuần chắc đi về muộn khoảng 2-3 ngày thôi. Dạ. Nhìn không chớp mắt luôn á. Em ngồi bên đây em nhìn đằng sau nè, nhìn không chớp mắt luôn á. Dễ nhìn thương mà. Không rời mắt. Quan điểm tình yêu, hôn nhân gia đình với nhau đi. Em thì cuộc sống hôn nhân thì thật sự là em thích sự bình đẳng. Kể cả khi yêu hay là mình cưới nhau cũng vậy. Chồng làm gì thì đó là, có nghĩa là chỉ cần đều nói với vợ. Còn đâu mọi sự quyết định thì phải được đồng thuận, có thể là do chồng quyết định. Em thì không thích can thiệp sâu vào chuyện riêng quá nhiều của chồng. Nhưng mà... Còn em trai thế nào, nói cho bạn gái biết đi. Quan điểm của em thì em rất mong muốn là cái người bạn gái cũng như là người vợ của mình sẽ biết lắng nghe, hay là trong mọi chuyện mình đều có sự chia sẻ. Dạ. Rồi đồng thuận cùng làm mọi việc chứ. Dạ. Chắc là lần đầu em ngồi trực tiếp nói chuyện như thế này nên là hơi run. Không biết phải nói như nào cả. Hỏi có đi. Câu hỏi gì muốn hỏi em không? Ví dụ như có thể hỏi em về công việc, nơi ở, quê quán. Vì ban nãy em nhớ là hình như em chưa giới thiệu em quê ở đâu. Em quê ở đâu? Trời ơi, tôi khổ ông này ghê luôn á. Em quê ở Vĩnh Phúc ạ. Công việc của em thường là mình sẽ làm việc giống như em nói á. Ngoài ra mình có những cái công việc đột xuất gì đó hay không? Thường thường thì bên cơ quan em thì ngoài làm việc chuyên môn tại cơ quan thì đôi khi thì cũng vẫn sẽ phải công tác, có thể là về ngoài Hà Nội chẳng hạn. Vì hỏi khi anh hẹn em đi chơi thì cỡ nào giờ nào được? Đúng rồi. Hỏi hỏi. Anh, nếu mà anh có thể hẹn em đi chơi á thì anh có thể hẹn em đi chơi trong khoảng thời gian như thế nào? Cơ quan em thì cũng không có hạn chế quá nhiều về thời gian, thường là về trước 10 giờ. Trong quân đội thì cái kỷ luật và giờ giấc là rất là quan trọng ạ. Em là quân nhân nữ, thế nên là thường thường là em khoảng 10 giờ là em đã có mặt ở nhà rồi. Nên là anh thấy rằng đây là một anh chàng chưa yêu lần nào hết, chưa có cái nắm tay nào hết luôn á. Bây giờ thử xem nào, em bước qua em nắm tay cô bộ đội cái đi, coi cảm nhận lần đầu tiên thế nào. Mạnh lên đó. Anh có thể nắm tay em được không? Ôi trời, cái thái độ lên nắm tay khác liền luôn á. Anh có thể nắm tay em được không? Anh có thể nắm tay em được không? Nhanh lắm, anh có thể nắm tay em được không? Xem như bắt tay đi. Đó. Ừ đó. Không, để nguyên, giữ yên nguyên. Chưa. Nào, bắt tay lại nào. Thử xem. Cho người ta nắm tay cái làm dữ vậy. Hai tay nắm vào thấy kìa, chưa? Như nói hai kìa. Suối hai tay nắm vào. Đó. Đó. Rồi sao, cảm thấy sao? Rất là ấm. Ừ. Chắc là do tay em lạnh quá. Tim có đập mạnh không? Có chị. Em rất là dễ thương. Dạ, em cảm ơn. Nhắm mắt lại, chúng ta kiểm tra xem thật sự con tim mình có rung động chưa. Nếu rung động, mình bấm nút. Mà đã bấm nút, chúng ta phải trao nhau nụ hôn đầu tiên. Đó là quy định của chương trình. Bây giờ mình sẽ để tay vào nút bấm nha. Quyết định là của các bạn. Thành thật với chính con tim mình nha. 3, 2, 1. Hết thời gian. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta chính thức hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào. Hãy nói với thủ trưởng của mình, hãy nói với mẹ của mình, xin phép đặt nụ hôn đầu tiên. Dạ, em xin phép thủ trưởng là cho em xin hôn bạn Hiền một lần. Thủ trưởng gật đầu rồi đó. Thủ trưởng. Đó là mệnh lệnh. Nào. Hôn má thôi, không sao đâu bác Hiền, hôn má thôi.
Rồi, vỗ tay. Hai bạn rất là dễ thương. Còn điều gì đến sẽ đến, nếu có phận chúng ta sẽ cùng đến với nhau. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời các bạn. Bạn gái, em hãy giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Thanh. Em năm nay 24 tuổi. Hiện tại em đang làm giáo viên mầm non. Quê em thì ở ngoài Hà Nội. Và hiện tại em đang làm việc và sống ở tại Hồ Chí Minh ạ. Một cô giáo rất dễ thương. Mời bạn trai. Em tự giới thiệu Trần Đình Cường, 26 tuổi. Hiện nay đang là ở quận 12 và làm việc tại quận 9 bên thuốc ngành thuốc thú y ạ. À, mình giới thiệu một chút về mình đi, điểm mạnh điểm yếu của em. Về điểm mạnh của em thì em là một người rất là vui vẻ, dễ gần, biết chăm con nít. Khuyết điểm của em thì là em hay quên ạ, hay mít ướt. Còn một cái khuyết điểm nữa của em thôi, chắc em nói một hồi anh Linh bắt bẻ em là em hát hơi dở ạ. Thường mấy người hát dở là hay hát lắm á. Dạ vâng, đúng rồi đó anh. Đức vậy hả? Dạ vâng. Dở. Rồi làm luôn câu đi em. Làm luôn. Trời ơi, em thì dòng nhạc của em yêu thích là bolero, nhưng mà em xin hát một bài về nhạc trẻ ạ. Nhạc gì em? Thích dòng nhạc gì? Bolero. Bolero hả? Dạ vâng, nhưng mà em xin hát nhạc trẻ đi ạ, chứ hát xong nhạc. Thôi thôi, hát nhạc anh thích bolero. Bolero đi em. Đúng sở trường của mình đi em. Dạ nói trước là em hát hơi dở nên được là rồi. Tất cả quý vị đừng có cười. Và cái thứ hai là em mong là anh Linh là giúp là giữ bạn trai bên cạnh là giúp bình tĩnh giúp em ạ. Không một hồi hát xong rồi nhớ mấy bạn đi chạy mất ạ. Phần làm con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông dòng đường dài. Em xin hết ạ, để đảm bảo an toàn em xin dừng ạ. Bài này ruột của anh đấy em. Bài ruột của anh Linh đó. Tới bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của bạn trai là gì? Dạ điểm mạnh của em là nấu ăn, thể thao. Rồi có tật xấu gì không? Tật xấu là có hay bị trễ giờ xíu. Trễ giờ? Ủa thường bạn gái mới trễ giờ chứ bạn trai hẹn cũng trễ giờ nữa hả? Em mắc căng điểm hả em? Chắc vô kẹt xe chị ơi. Xe mình tự hao đi sớm chút đi em. Dạ. Dạ mà tính em cũng hay quên chị ạ. Có khi nào anh đi chế tụi em hay quên là coi như hủy luôn đó chị. Ừ đó. Em được mấy mối tình rồi? Dạ một à. Quen lâu chưa? Rồi để quen cũng được 2 tháng. Trời ơi. Rồi chia tay lâu chưa em? Dạ chia tay cũng lâu rồi chị ạ. Dạ 3 năm. 3 năm rồi. Dạ. Còn em thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em thì cũng trải qua có một mối tình ạ. Tại vì do cái môi trường làm việc của em thì thực sự là cái rủi ro ế là rất là cao. Có tiếp xúc thì cũng chỉ toàn là phụ huynh và con nít. Em lại thêm một cái tật xấu là em lại hay làm biếng đi chơi. Nên là buổi tối em có đi đâu em có đi lòng vòng quanh nhà em thôi. Nên là em cũng ế cũng mấy năm nay rồi ạ. Thế là cũng nhiều lần là cũng vượt qua số phận. Tức là cũng tự mình đi tìm lấy tình yêu. Nhưng mà cũng đều thất bại chị ạ. Tìm bằng cách nào mấy lần đó tức là em tìm? Tức là em nghĩ ra một cách đó là em mặc đồ đẹp. Rồi em thay đồ em trang điểm. Rồi em tìm một quán cà phê để em ngồi một mình. Rồi em mong là có anh nào sẽ đến. Rồi lần đầu tiên thì em cũng có đến. Xong rồi cũng có một anh. Cũng có nhiều người đi qua nhìn. Nhìn xong rồi người ta đi vô luôn. Em nghĩ là chắc trong đầu người ta nghĩ là em đang chờ em đang chắc đợi đang chờ bạn gì đó. Vậy em có bùa rồi. Em đó, biết chị mà, lâu là thì chị nhưng chỉ mà chị, em nhưng mà lần thứ nhất là em chưa bỏ qua, là lần thứ hai em vẫn kiên nhẫn, em vẫn tiếp tục em tìm một quán cà phê khác. Và địa điểm em tìm là hầu như là cũng toàn thanh niên trẻ thôi. Và lần thứ hai thì em chọn địa điểm em ngồi giữa, tại vì em nghĩ là lần đầu tiên có thể em do ngồi gần quá, người ta không nhìn thấy. Thì lần thứ hai thì cũng y như lần đầu, là người ta nhìn xong, cứ nhìn mình đi xong người ta đi thẳng. Mà ta nhìn em có cười lại không? Dạ có chị, cười, nụ cười rất là trìu mến ạ. Còn lần thứ ba nữa chị. Ba nữa? Có đồng tình. Dạ, lần cuối cùng là em quyết định là em lần này là đầu tư hơn. Tức là em ngồi ngay cái đường đi vô luôn. Dạ không chị, chỗ đi vô là mình ngồi rồi. Lần này là cũng nói chung là cũng có một chút thất vọng mà thôi. Người các cụ mà là quá tăng ba bận. Thì lần thứ ba mà không được thì thôi, mình cũng coi như là mình xác định là ế theo mình dài. Lần thứ ba là em tìm một cái quán là cũng gần nhà em. Cũng khá là nhiều thanh niên thì em lần này thì em ngồi ở trong góc thôi. Lần này là tự mình chủ động là cọc đi tìm cho là mình tia xem có anh nào. Thế là ngồi một góc xong rồi ngồi một lúc lâu có một anh cũng dáng cao cao, thư sinh xong rồi cũng lại gần. Lần này là mừng lắm chị ơi. Mừng. Thấy có một anh vô hỏi mừng, mừng, mừng lắm em. Thế là anh vô anh hỏi em là em ơi em ngồi một mình à? Ánh mắt thì chiều mến mà nụ cười giọng nói thì nhẹ nhàng, em nhìn mà thua quả này là dính rồi. Thế là em cũng ngồi, thế là em có trả lời anh không? Dạ có chị, em kể tiếp xong rồi sau đó em nhìn lên em cũng sướng lắm, em phải kìm lại. Xem em cũng cười thôi mà dạ vâng em ngồi một mình ạ. Thế xong rồi anh hỏi một giọng nói rất là nhẹ nhàng, vậy cho anh xin cái ghế nhé, vậy cho anh xin cái ghế nhé. Thế anh về ra là bố ông ngồi bên kia, rồi ông dám xin cái ghế.
là từ đó là mất niềm tin rồi chị. Thế là từ giờ là ế đến tận bây giờ. Trời đất ơi. Vô duyên dễ sợ luôn. Dạ em cũng mừng hột lắm anh ơi. Chuyện thiệt không hay đang kể chuyện hài vậy? Dạ không, thiệt đó chị. Chị hỏi chị gái em biết duyên là em là em đầu tư lắm. Tại cái số em sao đó chứ. Dạ vâng, em muốn mình sao xui chứ hả chị. Thôi hôm nay là hy vọng gặp ông Mai bà mối mát tay nha. Dạ. Hy vọng là em sẽ là người thứ tư vào khu vực đó. Và đừng có nói quỷ sứ ghét ghê, quỷ sứ ghét ghê sợ. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến em gái, em muốn tìm bạn trai thế nào? Dạ về ngoại hình thì em muốn là bạn trai là nhiều tóc chút ạ. Chắc không anh ơi, chắc không. À? Không không anh ơi. Cũng không đoạn à. Sao? Dạ rồi, độ dài thì cao 1m7 ạ. Độ dài hả? Độ dài chắc không tới 1m7 đâu em. Bớt chút đi em ơi. Dạ thì về tính cách thì hài hòa, vui vẻ với mọi người, không có gia trưởng, có trách nhiệm, phải men lì một chút xíu. Chứ em thấy nhiều bạn trai tức là ở ngoài đường đó chị, thấy trời nắng là ngại ngại rồi đi, rồi cứ che tay, rồi không có khẩu trang là la làng. Rồi bữa qua em thấy người bịt kín mít rồi từ tay, rồi là đeo khuyếng, đeo khẩu trang, mặc áo khoác. Nói chung là hơn cả con gái đó chị. Rồi nhiều lúc mà nhìn thấy như vậy là thôi, vô quán cà phê ông mới cởi đồ xong là thôi chắc mình đi về luôn rồi đó. Đấy là ông cởi ra là đồ quỷ sứ à, quỷ sứ à, đen quá trời đen luôn trời hả. Dạ dạ, là mình đi về luôn nữa. Bây giờ bạn trai muốn tìm một bạn gái thế nào? Dạ cao trên 55. Chứ không phải dài mấy trăm năm. Dạ không, dạ không. Rồi có luôn, hỏi gì nữa không em? À, thân hình chung là không mập, hơi ốm. Được luôn. Có gì khó hơn không? Không có chanh chua. Không chanh chua. Chua. Gái chua đấy, em là chanh ngọt rồi chị ạ, không có chua, bao ngọt luôn ạ. Anh thấy ấn tượng cô gái bên đây nha, cô gái đây có duyên lắm anh nãy giờ. Qua coi. Nghe nói. Dạ em chào anh. Dễ thương không? Dễ thương thiệt luôn. Hồi nãy giờ nói thật nha, anh nghe em nói thế anh tưởng tượng không có giống gì đâu. Qua anh bất ngờ lắm á, em không thích gì ở người đàn ông? Chắc là trên cơ thể, tức là mặc quần áo có một sự gọi là bố cục, gọi là thống nhất với nhau. Chứ đừng... Mặc quần áo mà có bố cục. Dạ tức là đừng có mà giả sử như là trên xanh dưới đỏ rồi ở trên rồi ở dưới đôi giày màu tím, hoặc là một cái sự kết hợp nhẹ nhẹ giả sử như là ở dưới thì mặc quần sọc, ở trên áo sơ mi đóng thùng gì đó trông nó kỳ kỳ. Bây giờ em đoán đi, anh Linh đang mặc cái áo trên màu xanh nè, em nghĩ khúc dưới anh màu gì? Dạ là anh cũng là một người mẫu lý tưởng mà em rất là yêu thích, thì em đoán là chắc chắn anh Linh là đang mặc là một chiếc quần jean và dưới là một đôi giày thể thao. Đúng rồi. Hay quá, không phải giày em dép. Không nhận đây là cô gái ấn tượng nha, nãy giờ nó thật á, nãy giờ càng nói chuyện càng ấn tượng, mà qua nhìn em xinh như thế là càng ấn tượng hơn nữa. Có lãng mạn lắm không? Dạ không, thì em thì chỉ thích những cái gì mà xuất phát từ trái tim chân thành, chứ mà kiểu xến xúa quá như cả em ơi hôm nay em đẹp quá, em đẹp ơi là đẹp, cái kiểu vậy là em không có thích. Em thích cái gì mình cứ thẳng thắn thôi, em ơi em đẹp lắm. Tao có duyên mà. Dạ, tức là kiểu mình cứ chân thật. Được. Có muốn chị hỏi cái gì nhà trai không? Hỏi gì hỏi đi, không? Nhà trai tôi cũng ngon lắm. Dạ, muốn hỏi xem là hôm nay anh ấy mặc quần áo màu gì ạ? Mặc gì ạ? Anh mặc áo màu đỏ. Áo màu đỏ. Quần màu gì được? Dạ có khi quần màu tím. Đủ bốn cục, đủ. Bốn cục áo màu đỏ. Áo màu tím thì có thể là quần tối màu không chị, hay là quần màu xanh ạ? Chị em đoán đi, rồi chị biểu anh đi thay nè. Dạ sơ mi mà mặc với quần tây là đẹp nhất đó chị. Sơ mi quần xanh là em bỏ về liền. Quần xanh bỏ về liền hả? Quần jean. Quần jean áo thun. Cũng được. Đẹp mà. Hợp lý. Đàn trai ngon. Ngon. Em có cái điều gì em không thích người bạn gái không? Không lè loẹt. Cô kia không thích lè loẹt thì chắc chắn cũng không lè loẹt. Thì đúng rồi. Đừng lo. Em hình dung bạn gái bên đây như thế nào? Cao. Cao. Có cao. Ốm. Vừa người. Hình như là đúng với sở thích em. Trời ơi, chưa thấy mà biết đúng sở thích của em luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi nghe Linh nói. Bây giờ nếu được, bao giờ em tiến tới hôn nhân được? Dạ một năm cũng có thể là sống hơn đi, do hai bên nữa. Ừ. Dạ tới luôn đi anh ơi. Tới luôn hả? Tới luôn. Có làm dâu không em? Dạ, nếu mà được thì có chị. Có hả? Làm dâu được không em? Dạ được chị ơi. Bây giờ cái gì phụ nữ hiện đại là không ngại với mẹ chồng chị ạ. Hay không? Mẹ chồng dễ lắm em ơi. Dạ vâng, với cả em cứ nghĩ là không có mẹ chồng thì không thể nào có chồng mình được. Hay quá, thấy chưa? Em thấy nhà gái chưa? Quá mạnh. Em mà nhìn thấy em còn ngất xỉu luôn. Em phải bình tĩnh đó nha. Ông ơi, hơi bị được đó em. Rồi. Thì, em trai đi với ai? Dạ đi với cậu à. Cậu. Dạ. Nói chung Cường á thì nó hiền lắm, nó lanh lẹn, mà nó nhát lắm, nó cũng không... kỳ vậy? Hiền, lanh lợi mà nhát. Nhân gái. Nhân gái. À nhát bạn gái. Nó còn bạn gái bên này thì chuẩn. Dạ con cảm ơn cậu. Nó còn bên chỗ bạn gái bên này là mẹ là bên chỗ mầm non đúng không? Dạ. Mẹ Cường mới là em gái Cường cũng bên mầm non luôn. Ồ. Oh. Dạ. Vậy là hiểu nhau quá. Hôm nay mình đi với ai? Dạ hôm nay em đi với chị gái và các cô trong trường. Chị ruột hả em?
Dạ vâng ạ. Dạ. Dạ, chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường, chào quý khán giả ở phòng quay ạ. Thấy bạn bên này thì chị thấy cũng được. Nói chung là Thanh thì thích nhẹ nhàng lắm, mà cũng hơi mít ướt, cũng có tính hay quên. Có gì thì hai em cứ tìm hiểu. Nếu mà được thì một năm sau có thể tiến tới cũng được. Nhà chị cũng mong lắm rồi. Cảm ơn chị. Như vậy là thấy nãy giờ là mọi người ở trong trường quay rất là phấn khích rồi. Không biết hai bạn gặp nhau như thế nào. Rồi kéo màn. Kéo màn lên. Cặp này hợp đấy. Hợp đó. Hôm nay là hai người mặc áo cặp hay gì đó. Có thần giao cách cảm. Đỏ đỏ ha. Em cảm ơn anh. Sao em thấy bộ đồ anh mặc gì được không em? Dạ rất là tông xẹt tông ạ. Rất là được ạ. Được. Bây giờ khoan nói chuyện. Bây giờ dạ. Đây đang ngồi uống cà phê. Uống cà phê em. Ngồi dạ. Uống cà phê. Em tiến vô quán cà phê. Cổ đang ngồi giữa đường. Đó em làm gì em làm đi. Tâm trạng nhìn xa xăm. Đó tâm trạng nhìn xa xăm. Cổ đang ngồi uống cà phê nhìn xa xăm. À lạng qua lạng lại để em tôi dịch tới cho. Đây với ai vậy? Dạ em ngồi một mình thôi anh ạ. Vậy em uống gì chưa anh gọi? Dạ em gọi rồi anh. Rồi rồi em. Anh có thể ngồi đây được không ạ? Dạ vâng anh ngồi luôn. Chắc là mình có tâm trạng gì không? Đưa cà phê đúng không? Dạ không ạ, tới thả thính rồi. Vậy là được không em? Lần này là Joe nó không có làm cao ạ. Mời ngồi Joe liền và hút liền ạ. Rồi. Dạ. Em với anh đến đây gặp nhau thì chung nào cũng có một cái duyên rồi. Còn mình có đến được với nhau hay không cũng là do một cái nợ nữa. Nên là em cũng mong là em và anh mình cùng cởi mở và mình cùng cho nhau cơ hội để mình cùng tìm hiểu ạ. Dạ nếu mà được thì mình tiến tới mình bấm nút luôn. Trời ơi, cưng, từ cưng. Bình lần thứ tư này sợ anh đi luôn. Buổi tối em làm về em có hay đi đâu chơi không? Dạ em cũng ít khi đi chơi lắm, tức là bình thường em đi làm về xong em cũng ở nhà em phụ nhà xong rồi cũng xong xuôi cũng 8 giờ mấy rồi cũng ở nhà. Đi chơi thì cũng thỉnh thoảng đi cà phê mấy cô trong trường thôi. Dạ với em thì mình cứ có gì mình cứ chia sẻ thẳng thắn và thật thà với nhau là được, đừng có giấu giếm cái gì. Với cả em nghĩ là cũng không có ai hoàn hảo cả, mình đều có những cái điểm gì và tật xấu mình sẽ cho nhau biết để mình cùng nhau sửa. Vấn đề về chung thủy em đề cao cái đó hơn, tại vì cái đó nó giống như kiểu là bản chất rồi, nó ngấm vào máu rồi. Còn những cái khác là sẽ như là nóng tính hay là nhậu nhẹt gì là mình có thể cùng nhau sửa. Còn anh mấy tật xấu thì cũng không có. Hút thuốc thì cũng không, nhậu nhẹt thì cũng có khi vui vui ở nhà thì có một ly hai ly. Không sao, em thì em cũng thoải mái lắm. Tức là đàn ông thì nhậu rồi đi chơi bạn bè thì em với em là bình thường, tức là mình biết cái đà mình dừng lại là được rồi. À, trong gia đình thì về kinh tế ai sẽ là người quản lý? Dạ vợ. Nghe cái này là phải bấm nút liền chị ơi. Ảnh không nói em cũng bấm nút liền. Chị biết mà. Chị với chị hiểu em, chúng mới cùng phe đó chị. Từ từ đi em, chị sẽ gả em. Hẹn hò sao? Nói luôn đi. Đi xem phim, ăn uống. Thì em thích đi nơi nào đó thì anh sẽ đưa em đi. Anh sẽ không nói câu là anh yêu em. Nhưng mà anh chỉ nói là chúng ta hãy cho nhau một cơ hội. Và là chúng ta yêu nhau. Yeah. Dạ, của em cũng như trên ạ. Rồi, thôi được rồi. Cặp này lành quá ha. Suy nghĩ thật kỹ nha, rồi quyết định nha. Chúng ta có 3 tiếng đếm. 1. Cậu với vỗ tay rồi kìa. 2. Ba. Hết thời gian. Rồi. Nắm tay đi hai em. Đôi quá. Áo đôi ha, đấy. Áo tình nhân ha. Đẹp đôi đấy. Cứ hết sức bình tĩnh, chị hứa chị gả. Đẹp gái, thông minh, hóm hỉnh. Xin mời nhà gái. Chào cưng, để đây dạ. Cưng. Chào chị. Bây giờ thì xin mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Bây giờ chúng ta giới thiệu về mình đi. Em tên là Lê Thị Huyền, 24 tuổi. Em đến từ Nghệ An. Hiện tại thì em đang là chuyên viên hoạch định tài chính của một công ty tài chính Canada. Em ở Phú Nhuận và đang làm việc ở Bình Thạnh. À, ở Phú dạ. Nhuận hả? Cũng đồng hương nữa. Này đồng hương Phú Nhuận lên ơi. Kịch Phú Nhuận hả? Rồi mời nhà trai giới thiệu về mình đi bạn. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Quốc Hoàn, năm nay em 37 tuổi.
Hiện em đang công tác trong ngành hàng không. Em làm gì hàng không? Nhiệm vụ cụ thể là gì? À, như em là làm nhiệm vụ cụ thể là em sẽ đầu tư trang thiết bị cho một cái sân bay, là nhà ga, thiết bị kỹ thuật trên đường băng. À, chúng bay hạ cánh. Rồi, anh hiểu rồi. Em quê Nghệ An đúng không? Dạ. Ồ, bạn trai như quê ở Nghệ An luôn hả? Dạ, à, em cũng quê ở Nghệ An. Phải không? Tại vì thấy cái giọng, cái giọng nói hai bạn nói tiếng địa phương mình bằng chuẩn không? Bạn gái ở huyện nào? Em ở Yên Thành của Nghệ An ạ. Yên Thành, còn bạn trai? Dạ, em ở Đô Lương. À, Đô Lương cũng gần mà. Gần không? Sát nhau. Đô Lương và Yên Thành sát gần. Dạ, gần ạ. Muốn về Đô Lương thì sẽ đi qua đất của Yên Thành. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ nói một chút xíu về bản thân mình, những cái ưu khuyết điểm của mình đi em. Ưu điểm của em là năng động, hòa đồng. Em là một người mà luôn hướng cho mình những cái suy nghĩ tích cực, sống thiên về gia đình. Vì thế em rất là thích nấu ăn và em cũng thích hát. Em có cái nhược điểm gì không? Cái tính của em ấy khá là thẳng thắn, cho nên là những cái quyết định của mình có thể là làm cho người khác cảm thấy bị buồn, bị chạnh lòng. Cho nên là em mong muốn là thời gian tới em sẽ hoàn thiện được bản thân của mình. Bây giờ em trai cho biết điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Em là người mà rất chi là hòa đồng, rất chi năng nổ. Còn nhược điểm thì bản thân em tự đánh giá là em nói hơi nhiều. Có một cái nữa là chưa quen là đứng trước đám đông, hơi run. Không sao, từ từ mình quen à. Hồi đó anh cũng ngồi đây anh run chết luôn, sao đó anh quen luôn à. À, từ từ rồi cũng quen thôi. Nhà gái cho biết con đường tình duyên của mình chút xíu nào. Em có hai mối tình anh Quyền Linh ạ. Thì mối tình đầu tiên là mối tình năm em học cấp 3. Còn mối tình thứ hai thì cách đây 2 năm. Anh ấy hơn em rất là nhiều tuổi và cũng là một người đàn ông thành đạt. Mình quen nhau được bao lâu? Em quen 1 năm. Nhưng mà thực ra trong cái tâm trí của anh ấy thì anh ấy không thích bị ràng buộc bởi cuộc sống gia đình. À, dạ. Cho nên là hai người không tìm được điểm chung. Dạ, đúng. Em chia tay được mấy năm rồi? Em chia tay được 1 năm ạ. 1 năm ở không đó ha. Dạ. Như vậy thì cái mẫu người đàn ông lý tưởng của em mong muốn sẽ là như thế nào? Có chí hướng phát triển và luôn hướng mình về gia đình. Có cần cái bề ngoài phải đẹp trai, cao to, lực lưỡng không? Gương mặt và dáng hình thì nó sẽ hài hòa là được vậy. Ừ, rồi để chị coi nha. Chị coi bên nào. Em chào chị. Chào em. Dạ. Em thấy em có bao nhiêu phần trăm? Chắc là cũng phải tầm được 60-70% 60-70% đúng không? Được, 70 trở lên được em. Đường tình duyên thế nào em nói cho bà mối nghe đi. Trải qua một mối tình, cũng yêu nhau được 10 năm. 10 năm. Wow, 10 năm cho một mối tình rồi tại sao lại chia tay? Thực ra thì câu chuyện này nó cũng là dài, nhắc lại thì nó cũng buồn. Nhưng mà nói chung thì trong quá trình đấy thì cũng phát hiện là bạn ấy có đối tượng khác rồi. À, có người thứ ba. Được rồi, anh thấy nhà trai cũng là môn đăng hộ đối, cũng đẹp trai ha. Bên tôi là cô gái này 24 tuổi, rất là xinh xắn nè. Em chào anh Quyền Linh. Trời đất ơi. Đó. Đẹp dữ trời. Đó. Chào nhà gái. Nè, bây giờ model bèo lên ngôi nha. Bèo ít đây bèo nhiều quá. Rất là giống nhau. Đây bèo béo. Ta bèo dưới đây ta bèo trên, mắc cười quá. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Dữ. Dữ hả? Dữ. Em có dữ không? Không. Dạ không. Không, cô này mặt không này dữ sao đâu. Dữ được. Ừ. Bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân đi. Em đi với ai? Hôm nay em đi với chị Thu, đồng nghiệp của em. À, chị đồng nghiệp đúng dạ. không? Em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh. Cho chị hỏi Hoàng câu hỏi nghe. Vâng. Nếu như mà người vợ của mình á, mà làm cái công việc mà ví dụ như một tuần nó phải có vài ngày đi về trễ thì liệu là em có thông cảm được không? Thực ra là vợ chồng thông cảm cho nhau thôi. Cứ miễn sao là trong một tháng hoặc là 2 tuần gì đấy thì mình có 1-2-3 bữa ăn cơm với nhau, thế là tốt rồi. Dạ, tuyệt vời. Thì cho chị hỏi câu hỏi thứ hai nữa được không? Dạ được, thoải mái chị. À, đối với Hoàng thì em thấy là các cái việc nhà thì em có sẵn lòng để chia sẻ cùng với vợ của mình không? Dạ, em thì nãy em chưa tiện nói với bạn nữ bên thì em là người rất thích nấu ăn. Thì cái việc đấy em nghĩ là nếu như ai rảnh thì làm thôi. Gia đình gái thấy bên đàn trai sao nè? Bạn Hoàng rất là dễ thương, công việc cũng ổn định, phần còn lại là nhân duyên cùng với nhau thôi. Dạ, dạ, cảm ơn rất là nhiều. Dạ, cảm ơn nhà gái. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với em trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn gái. Cái ấn tượng ban đầu của em thì chị là người khá sắc sảo, cũng có thiên hướng về gia đình. Hy vọng là anh sớm lập gia đình để cho bố mẹ yên tâm. Rồi, cảm ơn anh trai. Mình mở rào nhé. Mở rào đi nhá. Nào, mở rào đi, nào, mở yeah. rào. Mở rào. Bắt đầu đi em Hoàng. Chào anh. Chào anh. Anh tặng em. Em có món quà tặng anh. Được rồi, cảm ơn em. Có một cái thiệp ở đây.
Thôi để em đọc kịp ha. Ừ. Chào anh, dù lần đầu tiên hay lần gặp tiếp theo, em vẫn sẽ đứng đó mỉm cười chào đón anh. Và em nhận từ anh những bông hoa đẹp nhất. Cảm ơn vì đã đến, cảm ơn anh. Thực ra thì cái món quà này là nó là hình của hai người lần đầu tiên gặp nhau. Chàng trai đang cầm một bó hoa rất là dễ thương. Đẹp quá. Và em có một chiếc vòng. Chiếc vòng này thì mọi người nhìn sẽ rất là bình thường, nhưng mà nó được khắc là chiến binh của hạnh phúc. Em hy vọng là trong cái công việc anh sẽ là một chiến binh thật dũng mãnh, nhưng mà trong cuộc sống thì anh cũng là một chiến binh của hạnh phúc. Dạ. Cảm ơn em rất nhiều. Em tặng anh. Tôi không biết ông có rối không nha ông Linh, chứ tôi biết Hoàng nó rối dữ lắm rồi đó. Nãy giờ là rối lắm rồi. À, còn món quà anh muốn tặng em ở đây thì anh là người thích thể thao. Dạ. Nên là trong không biết cái gì có em cứ mở. Anh hy vọng rằng là sau này cái món quà này anh tặng cho em là có thể sau này may mắn thì chúng ta sẽ đi đánh cầu lông thường xuyên hơn. Là đồ thể thao nha mọi người. Một bộ đồ thể thao hả? Vâng, dạ, thể thao. Rồi, rồi. Rồi các bạn về vị trí ngồi đi. Bắt đầu là ngồi đối diện để mà đàm đạo với nhau đi cưng. Dạ. Quan niệm của em lấy chồng mà nó xa thì cái năm tới Tết á, nếu như không được về bên ngoại thì em quan niệm cái sống đấy nó như thế nào? Thực ra người ta nói là lấy chồng thì theo chồng, đúng không ạ? Nhưng mà điều đấy mình sẽ dung hòa với nhau. À. Chúng ta sẽ có sự chia sẻ với nhau trong những vấn đề đấy, đúng không ạ? À, theo nghĩ thì thế. Bạn trai thì cũng hơi lớn tuổi rồi, bây giờ mình đang tính khoảng bao lâu mình có thể cưới vợ được? Em muốn là tháng 3 năm sau. Tại sao lại là tháng 3 mà không phải là một tháng khác ạ? Vì mùng 3 tháng 3 là cái ngày sinh của anh. À, em cũng sinh tháng 3. Tuy nhiên thì đấy là ngày sinh nhật. Tháng 3 mình về tổ chức sinh nhật. Tháng nhật xong cái mình ăn dỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3. Sau đó mình làm đám cưới luôn. 3 trong 1 luôn đó. Về chuyện kết hôn thì em nghĩ là mọi thứ sẽ tùy duyên. Trước đấy thì em đã nghĩ là nếu mà mọi thứ thuận lợi thì tầm 2 năm. À. Nhưng mà như em nói từ đầu là mọi thứ sẽ tùy duyên đó. À. Dạ. Về công việc của anh thì anh bây giờ là công việc của anh là cố định ở trong này luôn rồi. Dạ. Cho nên là lập nghiệp thì ở Sài Gòn, tất cả mọi thứ cũng đều ở Sài Gòn rồi. Thế nhà anh ở đâu? Nhà anh mấy tầng? Anh nói sao cho hỏi em nhà nghe mấy tầng nào? Thế? Kệ tôi, hỏi... tôi bên đằng nữa, tôi muốn hỏi gì tôi hỏi. Cần gì phải hỏi nhà mấy tầng? Mắc cười quá, người ta đẹp, tao có nhà là được rồi. Dạ. Nhà tôi không có tầng nào hết mà nhà tôi tới mấy nghìn mét vuông sao? Cần gì tầng, đúng không? Thì đó, thì mình cứ hỏi vậy đó. Nhà mình, gái thích. Mình nói cho em nghe để em biết được là ở cái... Nhà tôi có nhà. Nhà thì nhà thì mấy đã... mẫu ở quê đấy. Im để cho người ta nói vớ và vớ vẩn. Em nói đi Hoàng, chị thấy em rối lắm rồi đó. Em nói đi coi nào. Không thì đúng là cũng lần đầu ngồi trước đám đông trên truyền hình nữa cho nên là hơi run. Thôi hồi nãy chị thấy em không run với anh Linh. Mở rào ra chị thấy em run. Máy bay em còn sửa được mà, quan trọng gì đâu mà. Sao là nói cho Huyền nhà, nghe nhà cửa nào? Thì em đã có và đang chắc lẽ sẽ bàn giao trong năm nay. Ừ. Em thì đang mua chung cư đó. Đó, thấy chưa, công nguyên cái chung cư luôn rồi đó, cho bà mối biết. Thực ra thì em mới vào Sài Gòn từ đầu năm. Trước đấy thì em có 3 năm làm việc cho Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Nam Định. Vào đây thì công việc và mọi thứ cũng mới và em cũng đang quen dần với cuộc sống. Tuy nhiên thì em rất là thích Hồ Chí Minh, năng động, phát triển giống như con người của em vậy. Anh dạ. Nói thật là khi lần đầu tiên gặp em đó, dạ, anh cứ từ từ là Nguyễn Thị Huyền đó. Hả? Đây là Lê Thị Huyền đó. Đúng rồi. Ừ. Và anh cứ nghĩ rằng anh đã gặp em ở đâu, ở trên sóng truyền hình chẳng hạn. Và anh nghĩ rằng cô này sẽ là một người có thể làm cái vị trí MC được rất là tốt. Dạ, về dáng dấp, về cách nói chuyện, về cái thần thái của em đó. Anh nghĩ rằng là em làm việc này rất là tốt. Biết đâu ngày nào đó em ngồi vị trí của chị Vân rồi ai ngồi vị trí của anh thì sao? Đâu biết được. Thôi vậy thì tôi đi về luôn. Hy vọng được tương lai như anh chị. Chị chào em nha. Dạ. Chào ấy. Chị đi xuống luôn. Tôi cũng đi luôn mà. Cô ấy ngồi đó thì có người khác ngồi đây. Cùng. Thiệt mà nói cuộc sống đôi khi nó phải thay đổi như thế. Nói chứ đúng á. Để chị nói là con bé này sao nó nói chung là cô này rất là duyên dáng. Đúng, nha. Làm MC được đấy. Rất là chắc. Nói chuyện rất là duyên và cô này thông minh lắm đấy. Dạ vâng. Có thể cô ấy xuất hiện công chúng rồi. Vâng. Em thì ít xuất hiện. Dạ. Nhưng mà không sao, nếu mà mình cố gắng thì mình cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn cô ấy luôn. Dạ. nhưng mà chị thấy ở cái người đàn ông này một cái sự rất là vững vàng. Nãy giờ mình nói chuyện qua lại mình hiểu một chút xíu về tính tình rồi. Bây giờ em tiến tới em nắm tay Huyền nhé. Em có thể hát một bài nào đó hay nói một lời nào đó
chân thành từ trái tim của mình. Tôi không biết ông sao chứ tôi thấy bên nó thở hắt ra rồi. Ủa? Đó bắt đầu run từ lúc này rồi. Tôi mà ngồi vị trí này tôi cũng run, nó đừng có chi ai. Đứng về đi Hoàng, mạnh mẽ lên nào. Hát hay lắm có đó. Anh bên kế bên luôn Hoàng, đừng có lo. Đúng không em hát nào. Hay không? Chắc chắn. Ủa? Người Nghệ An hát rất dạ. là hay. Xin cảm ơn chị. Quay mặt về nhau. Em sẽ cố gắng. Ồ, từng run tay anh rất là run. Anh run lắm chị biết mà. Về xứ Nghệ cùng anh đi. Em có về xứ Nghệ với anh không? Đất miền Trung, đất miền Trung khô cằn sỏi đá, về đó rồi anh thương nhiều hơn nữa. Thôi em chỉ đợi em về đó rồi anh thương nhiều hơn nữa. Em hát đi Huyền. Mời chồng anh. Trời bài hay quá. Em sẽ hát tặng mọi người một bài hát khác. Bài hát này thì có một thông điệp, đấy là gửi đến cho tất cả mọi người. Trong cuộc sống thì sẽ có rất là nhiều khó khăn, nhưng mà hy vọng là mọi người sẽ vững bước và vượt qua. Đấy là bài hát Sống Như Những Đóa Hoa. Đấy, MC đấy. Tôi từng mong đời trôi thật nhanh, để cho lòng tôi nhẹ vương sầu lo. Ngỡ như trên đời thiếu những nụ cười, muộn phiền giăng lối khắp nơi. Tôi từng mong tôi không là tôi, tôi từng mong tôi sống bao người, để sống thành thời, sống như tôi vẫn mong. Và rồi tôi nhận ra, rằng trong trái tim này là tình yêu vô bờ và đầy ắp ước mơ. Và rồi tôi nhận ra, rằng những khó khăn này càng làm tôi thêm yêu cuộc đời và thắp sáng niềm tin trong tôi. Và tôi sống như đóa hoa này tỏa ngát hương thơm cho đời, sống với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ hết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Cảm ơn mọi người nhiều. Trời ơi, Hoàng ơi, cố lên, Hoàng ơi, cố lên. Để tay vào nút bấm, chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình một lần nữa. Nếu cảm giác thật sự trái tim mình rung động, chúng ta hãy bấm nút. Còn nếu không rung động, chúng ta nhường nút bấm đó cho một người khác. Hãy thật sự suy nghĩ cho kỹ. 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng. Vui quá à. Chúc Hoàng mừng à, Hoàng. Vẫn còn đang ngơ chúc ngơ mừng ngác. Hoàng. Chúc mừng Hoàng đấy. Trời ơi, Hoàng thở hắt ra vậy đó, thương gì đâu á. Anh nghĩ rằng nếu như anh mà ngồi ở vị trí Hoàng, anh vẫn là con người như thế, vẫn bối rối trước một cô gái rất là xinh đẹp, giỏi, một cô gái rất là thông minh. Rồi bây giờ thì Hoàng ơi, coi như là bố mẹ của Huyền đang ngồi xem, bố mẹ của em nữa, em nói gì với các cụ đi. Thưa hai bác, nếu như mà hai bác không chê thì tháng 3 năm sau cho phép con được rước Huyền về dinh. Trời ơi, xin liền vậy đó hả? Thì có muốn nói gì bố mẹ mình không? Cha mẹ ơi, hôm nay con lên sóng chương trình này, hy vọng mọi người sẽ thấy là con là một cô gái chững chạc này, và cũng thể hiện trước mọi người rất là tốt. Con yêu mọi người rất nhiều và hôm nay con đã có thêm một người bạn tốt. Tuyệt vời đấy. Những cái cảm xúc nó chợt đến, và hy vọng rằng chúng ta giữ lấy những cảm xúc đó, chăm sóc những cảm xúc đó. Bây giờ là món quà cho em nè. Chương trình có một cái format cố định bất di bất dịch, có nghĩa là em sẽ được đặt nụ hôn đầu tiên lên đôi má của cái người mà mình đã bấm nút chọn. Đấy, em có thở hắt thì thở đi, đừng có ngất nhé. Chị nói nghiêm túc chứ không có ngất bây giờ đâu nhé. Xin phép em. Dạ. Thật tuyệt vời nếu như một ngày nào đó các bạn thông báo chúng tôi
là về Yên Thành và Đô Lương chơi nhé. Dạ. Rồi,